Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay thì trong những cái ngày này trên báo chí lớn của cả Việt Nam và thế giới thì cái đề tài mà được công chúng quan tâm nhất đó là tình hình dịch COVID-19 do virus Corona gây ra. Thế thì virus Corona đã khiến cho kinh tế toàn cầu mà tổn thất một cách rất là nặng nề và đặc biệt là những cái tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc nơi mà khởi phát ra dịch bệnh và thị trường cryptocurrency cũng không nằm ngoài vòng xoáy của virus corona khi mà rất là nhiều công ty của trung quốc đang đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử tại cái quốc gia này chính vì thế thì thời gian qua có rất là nhiều bạn thắc mắc là cái tác động của virus corona tới biến động giá của bitcoin nó thực sự là như thế nào liệu virus này nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của bitcoin hay không thì sau khi tham khảo rất là nhiều tài liệu cũng như là kiểm chứng biến động giá của bitcoin trong thời gian qua thì mình làm cái video này để mà cung cấp thông tin cho các bạn thì hy vọng là sẽ hữu ích cho các bạn nếu như các bạn đang thắc mắc về cái vấn đề này Virus Corona đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới đặc biệt là sau khi các nước như là châu Âu và Mỹ xuất hiện những cái ca nhiễm đầu tiên và thứ hai của tuần này thì được The New York Times đánh giá là ngày tồi tệ nhất trơn phố vua trong hơn một thập kỷ qua khi mà giá cổ phiếu đã lao dốc trong sự hoảng loạn của tất cả các nhà đầu tư. Cái điều này xảy ra khi mà tháng 2 đang có cái sự phục hồi rất là tốt và chỉ số S&P 500 đã giảm 7% giá trị chỉ trong một ngày và trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng đã giảm tới 2.000 điểm tương đương với 7,79% giá trị. À, tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất mà đến hôm thứ năm tuần này thì khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hạn chế di chuyển từ châu Âu trong 30 ngày cho các công dân của Mỹ thì thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lại hứng chịu một đòn dáng giảm mạnh tiếp khi mà tiếp tục giảm 7% chỉ sau 15 phút mở cửa và kết thúc phiên là đã giảm gần 10% giá trị. Lần đầu tiên trong lịch sử thì Sở Giao dịch Chứng khoán New York phải kích hoạt cơ chế tạm ngưng giao dịch 15 phút đến 2 lần trong vòng một tuần để cứu thị trường khỏi cái sự tụt dốc cách thảm hại. Và cùng với sự suy giảm của thị trường chứng khoán Mỹ thì thị trường chứng khoán của các quốc gia khác như là Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc hay châu Âu thì cũng đều có sự tụt giảm tương tự mặc dù là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng trấn an dư luận, cũng như là trong tuần trước thì Fed có động thái là cắt giảm lãi suất xuống 0,5% và tiếp tục sẽ cắt giảm nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Xong có vẻ như là cái nỗ lực này của chính phủ Mỹ thì chưa đủ để mà có thể tăng sự lạc quan cho các nhà đầu tư. Và mình e rằng là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ còn tiếp tục giảm và sẽ còn chạm những cái đầy mới trong thời gian tới. À, cùng với thị tr trường chứng khoán thì virus corona cũng đã ảnh hưởng rất là lớn tới một loạt các mặt hàng khác như ví dụ điển hình nhất là dầu mỏ. Khi mà giá dầu mỏ đã mất khoảng 30% giá trị trong tuần này sau khi Nga và Ả Rập Saudi thực hiện cái cuộc chiến giá dầu. À, cũng giống như thị trường chứng khoán thì giá dầu đang trong giai đoạn khủng hoảng chưa từng có kể từ thời chiến tranh vùng vịnh. Và điều này thì gây tác động rất là lớn đối với các tập đoàn sản xuất cũng như là các ngân hàng thế giới. À, như vậy là các bạn đã thấy là virus Corona đã có tác động rất là sâu rộng tới nền tài chính của thế giới tuy nhiên thì đối với thị trường crypto thì sao, chúng ta có chứng kiến những tác động tương tự như vậy hay không? Câu trả lời của mình là uh, chưa có cái bằng chứng nào để mà cho, cho chúng ta thấy là tác động trực tiếp tới giá trị của Bitcoin cả. Uh, để chứng minh cho điều này thì rất là đơn giản, các bạn có thể quan sát được giá trị biểu đồ của Bitcoin từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 thì trong khoảng thời gian này thì giá trị của Bitcoin cũng cả có sự biến động uh, mạnh khi mà liên tục đạt đến những cao nhất và đạt đỉnh ở mức là 10.500 đô và sau đó thì lại có cái sự suy giảm. À, đặc biệt là trong tuần này, à, Bitcoin đã có sự suy giảm tới 50% giá trị vốn hóa. À, ngày thứ năm vừa rồi là một trong những phiên giảm giá kinh hoàng đối với các nhà đầu tư crypto khi mà hàng trăm tỷ đô la bốc hơi khỏi à, thị trường chỉ trong một buổi tối. Thế nhưng thì chúng ta khó có thể nói rằng là những cái biến động giá này hoàn toàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự bùng phát của à, Covid-19. À, mình cho rằng là những cái tác động của virus corona đối với thị trường crypto nó chỉ mang tính chất là gián tiếp thông qua cái việc ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường truyền thống à, và đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cho bitcoin tụt giảm sâu trong những ngày vừa qua à, các bạn hãy nhìn vào đồ thị giá của thị trường chứng khoán trên thế giới thì các bạn có thể thấy là tác động của virus corona đã ảnh hưởng lớn tới cái sự giảm giá trên thị trường truyền thống là như thế nào những cái lệnh hạn chế đi lại với châu âu trong 30 ngày của tổng thống donald trump là một cú sốc lớn với rất là nhiều nhà đầu tư trên thị trường và khiến cho các nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo các cổ phiếu. Và đối với thị trường Mỹ thì việc giảm 7% giá trị chỉ, chỉ, trong một ngày là một điều cực kỳ kinh khủng. Và đó là lý do tại sao mà Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã phải tạm ngưng hoạt động 15 phút để khiến cho tâm lý các nhà đầu tư được bình tĩnh trở lại và tránh việc đưa ra những quyết định sai lầm. Như mình đã nói ở trên thì trong vòng 20 năm qua thì điều luật tạm ngưng giao dịch này chưa từng được kích hoạt. Thế nhưng chỉ trong tuần này nó đã được kích hoạt tới hai lần. Chính vì thế mà quan điểm của mình ở thời điểm hiện tại đó là dịch Covid-19 không có cái bằng chứng nào cho chúng ta thấy là có tác động lớn đến giá trị biến động của Bitcoin cũng như là những cái đồng an coi khác trên thị trường à, như chúng ta so sánh tác động của nó với cả thị trường truyền thống. Và ở theo chiều ngược lại thì việc Corona có rất là ít ảnh hưởng đối với giá trị của Bitcoin có thể là một minh chứng tốt cho những cái người tin và giả thuyết rằng là Bitcoin sẽ là một loại tài sản an toàn khi mà thế giới gặp biến động. À, nếu điều này là sự thật thì trong khoảng thời gian hiện tại giá, giá trị của Bitcoin sẽ phải hoàn toàn đi ngược lại so với những cái thị trường khác. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là trong tuần vừa rồi thì giá trị của Bitcoin cũng có cái sự giảm rất là mạnh và đi cùng với sự dao động của những cái thị trường truyền thống như chứng khoán. Điều này thì cho thấy một điều rằng là thời điểm hiện tại thì Bitcoin vẫn chưa được các nhà đầu tư lớn nhìn nhận như là một loại tài sản an toàn để cất chữ khi mà thế giới gặp biến động. Và Bitcoin sẽ cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa trong tương lai để mà có thể trở thành một loại tài sản như vậy. Việc thị trường bốc hơi 50% giá trị chỉ trong có một tuần chắc chắn không phải là một dấu hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư muốn đổ vốn vào thị trường crypto. Mặc dù vậy thì quan điểm của mình là chính những cái sự biến động lớn khủng hoảng tài chính hay là virus corona là những cái cơ hội cho Bitcoin để mà có thể gia tăng cái sự tin tưởng của các nhà đầu tư trong tương lai. Và để làm được điều đó thì Bitcoin sẽ cần phải thể hiện rằng là giá trị của mình hoàn toàn độc lập hoặc là không liên quan gì đến các biến động giá của các thị trường khác. Và đây cũng là điều mà mình đang mong chờ Bitcoin có thể thực hiện được trong tương lai. À, tất nhiên là không phải là, là ngay ở thời điểm hiện tại. À, như vậy chúng ta có thể khẳng định là còn quá sớm để kết luận rằng là một mối liên hệ trực tiếp giữa virus Corona với sự biến động giá của Bitcoin. À, tuy nhiên thì mình đã tìm thấy được những cái tác động gián tiếp ở trên toàn thị trường crypto. Mặc dù là virus Corona không có tác động trực tiếp tới uh, biến động giá trị của, của Bitcoin xong thì chúng ta không thể nào phủ nhận rằng là virus này cũng đã có ảnh hưởng ở uh, một cách gián tiếp tới những cái thành phần trong các nền kinh tế và thị trường crypto cũng là một trong số đó. tác động đầu tiên của virus corona đối với thị trường crypto nói chung và bitcoin nói riêng nằm trên phương diện tâm lý của các nhà đầu tư. các bạn có thể thấy là khi mà dịch covid-19 lần này bùng phát ở bất kỳ quốc gia nào thì chúng ta đều thấy những hình ảnh người dân hoảng loạn đổ xô đi các siêu thị, trung tâm thương mại lớn để mua sắm những nhu yếu phẩm để tích chữ. đây cũng là tâm lý bình thường của con người và các nhà đầu tư trên thị trường crypto cũng không phải là ngoại lệ và nhiều nhà đầu tư trong thời gian vừa qua đã phải chuyển các khoản đầu tư của mình trên thị trường về dạng tiền định danh hoặc tìm kiếm kênh đầu tư mới an toàn hơn. Chính vì thế, thế nên là các bạn có thể thấy là trong tuần vừa rồi có những cái thời điểm giá của giá trị của bitcoin có cái sự dao động tương đồng với nhịp lên xuống của các thị trường chứng khoán khi mà các nhà đầu tư bắt đầu chốt lời ra tiền mặt. Tuy nhiên, mình cho rằng đây chỉ là một tác động ngắn hạn bởi khi dịch bệnh lắng xuống thì các nhà đầu tư sẽ quay lại với cả thị trường. Ờ, trong thời gian gần đây thì các bạn cập nhật tin tức có thể thấy là ở các nơi bùng phát dịch bệnh như là Trung Quốc Dịch Covid-19 đã bắt đầu được khống chế với các số ca nhiễm và tử vong ngày càng giảm dần qua từng ngày ờ, Cùng với đó chúng ta đang dần thích nghi với cuộc sống có bệnh dịch và không còn hoảng loạn như ở thời điểm mà bệnh dịch bùng phát mạnh nhất nữa Và tác động lớn hơn và lâu dài hơn có thể xảy ra đối với Bitcoin do virus Corona Mình nhìn thấy đó là nằm ở khía cạnh khác, đó là nguồn cung của Bitcoin trên thị trường Hiện tại thì 70% số máy đào Bitcoin trên thế giới đặt tại Trung Quốc và Mông Cổ và đây cũng là nơi quy tụ những công ty tóc đầu trong các lĩnh vực như là Bitmain hay là MicroBT và Canaan. À, kể từ khi dịch Covid-19 bùng lên tại Trung Quốc thì có ít nhất là một trang trại đá Bitcoin đã bị chính quyền Trung Quốc yêu cầu là phải ngừng hoạt động. Có trụ sở đặt tại khu vực biên giới Mông Cổ và Trung Quốc. À, Bitmain là công ty đào coi lớn nhất thế giới. Hiện nay thì không có một công ty nào trên thế giới có thể thay thế được Bitmain trong trường hợp công ty này bị bắt buộc phải dừng hoạt động. Đặc biệt là sau khi Bitmain ra mắt, Anthony S19 là một cỗ máy đào coi mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại trên thế giới. À, chính vì vậy thế nên là nếu như Bitmain mà bị yêu cầu đóng cửa vì dịch Covid-19 thì đây sẽ là một đòn giáng, giáng khá mạnh đến ngành công nghiệp mining và khiến cho việc đào Bitcoin trở nên thiếu tính cạnh tranh hơn và do đó việc đào sẽ trở nên đơn giản hơn. Chính vì lý do đó mà trong tháng trước tỷ lệ hashrate của Bitcoin đã có những uh, sự chững uh, lại sau khi mà liên tục tăng mạnh trong khoảng thời gian vừa rồi. Ngay cả trong những trường hợp mà, mà vẫn có thể hoạt động thì các công ty như Bitmain vẫn sẽ phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn. Do việc cách ly và hạn chế di chuyển trong lãnh thổ Trung Quốc thì việc vận chuyển thiết bị máy móc từ nơi sản xuất ở Thẩm Quyến và Đài Loan đến những nơi đặt trang trại đào cũng đang bị ngưng trệ dẫn đến là các việc các thợ đào cũng chỉ đang làm việc một cách cầm chừng. Nếu như Trung Quốc không thể sớm thoát khỏi dịch bệnh ở nước này thì tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn đối với các thợ đào Bitcoin khi mà sự kiện halving chuẩn bị diễn ra và khiến cho phần thưởng đào giảm giá còn một nửa so với thời điểm hiện tại. Như vậy đã có thể thấy là dù không trực tiếp ảnh hưởng đến sự tăng giá của Bitcoin trong thời gian vừa rồi xong thì virus Corona đang có những tác động gián tiếp lớn đối với thị trường Cryptocurrency và Bitcoin. Chính vì vậy mà mình cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới các nước chính phủ các nước sẽ sớm kiểm soát được uh, bệnh dịch này để cuộc sống của chúng ta uh, trở lại một cách bình thường. Nếu như mà nhìn vào một khía cạnh tích cực thì dịch COVID-19 cũng là một cái cơ hội để mà Bitcoin có thể chứng tỏ với các nhà đầu tư rằng đây là một uh, kênh đầu tư có thể uh, thay thế cho những kênh đầu tư uh, truyền thống. Uh, tuy nhiên thì với những cái diễn biến hiện tại các bạn có thể thấy là uh, giá trị của Bitcoin tụt giảm cũng không kém gì so với uh, các tài sản truyền thống uh, thì cái việc chứng tỏ rằng mình là một kênh đầu tư an toàn thì Bitcoin sẽ còn phải mất rất là nhiều thời gian nữa mới có thể uh, lấy lại được cái niềm tin của các nhà đầu tư uh, Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thì hy vọng video sẽ hữu ích và trong thời gian tới thì mình sẽ có cố gắng là có những cái video để update và cập nhật tình hình cho các bạn. À, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào. Và nếu như các bạn đang giao dịch margin thì các bạn có thể tham khảo sàn giao dịch Snabbic cũng như là tham khảo cái group uh, Snabbic Margin Signal của kênh của chúng ta. Hiện tại thì các admin đang support hoàn toàn free trên cái group này. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở cái đường link ở bên dưới và điền vào form thông tin của các bạn thì sẽ có các admin phụ trách hỗ trợ và add các bạn vào nhóm.